Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ vâng, nếu mà em không thích người nói nhiều. Em thấy em nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Mà bớt là được không em ơi? Dạ được. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình nha. Dạ vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia bức màn, và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường cao ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì? Dạ vâng, em hiện tại là nhân viên kinh doanh cho một công ty cơ điện. Ngoài ra em có một tiệm internet tại nhà. À. Cái gì tại nhà? Internet. À, tiệm internet tại nhà. Rồi, mời bạn gái. Em tên là Lê Trần Phi Phụng, em năm nay em 25 tuổi, em làm là nhân viên quản lý đơn hàng. Nhưng mà mới đầu thì em làm bên nhân viên quản lý đơn hàng thôi. Sau đó là cái chị giám đốc, chị thấy em giỏi vi tính quá, cái chị nói là thôi em làm luôn thiết kế đi. Nhưng bây giờ em là sẽ làm thiết kế cái mặt hàng kệ tủ mà lắp ghép, kim luôn là quản lý đơn hàng. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai chị. Đồng Nai, hiện nay mình đang làm việc ở đâu? Dạ hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok. Tiệm net của bạn thì bạn quản lý luôn à? Dạ vâng ạ. Ngoài nghe được là chơi game, là tất cả cái máy móc là sửa chữa là em đều làm được hết. Làm được hết luôn? Dạ vâng ạ. Bạn có chơi game được không? Dạ có ạ. Hồi đó chơi giỏi không? Dạ giỏi, dạ giỏi. Có là game thủ không? Có. Trời ơi dữ ha. Ở bên kia còn có chơi game không? Bạn ơi, bạn có chơi game không bạn ơi? Có. Bên này giỏi vi tính mà, thế nào em ngồi trên máy là có chơi à? Em chơi game cũng phải 8 năm rồi, chơi đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game. Trời ơi, trời. Bây giờ là hiện giờ là cũng còn đang chơi hả? Dạ đúng rồi. Rồi ngoài cái vụ chơi game ra là điểm mạnh điểm yếu của mình còn cái gì nữa không? Em thì rất là giỏi vi tính, từ vi tính văn phòng đến có thể là em có thể là cắt ghép âm thanh video. Rồi em có thể làm sub, ví dụ phụ đề một số phim hay cái gì đó thì em có, vẫn có thể làm sub được. Hoặc là karaoke gì đó thì em cũng có thể làm cho nó chạy chữ như vậy được. Cái đó thì chủ yếu là em tự học, kiểu như là em thích thì em học thôi. Bạn gái hơi giỏi á, còn bạn trai trong tiền net ra, ngoài cái chuyện thu tiền net ra rồi sửa chữa máy, rồi bạn còn làm gì nữa không? Dạ vâng, em còn cày game ạ. Hả? Cày game. Cày game là sao? Dạ vâng, để cho nó máy nó chạy không anh. Rồi còn tiền net còn có mua bán gì không? Dạ mua bán thì đa số là bán nước ngọt với mì gói. Ai bán? Dạ em bán. Nước ngọt bạn khui thì dễ rồi, mì gói nấu ai nấu? Em nấu. Giỏi quá ha, vừa kinh doanh vừa tôm bán luôn mà kiếm thêm nữa. Thôi mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi bạn. Dạ vâng, ưu điểm của em á là sống có tình, sống phải biết ơn, sống là phải có mục đích. Và nói về tính cách của em á là em vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt em rất là uy tín với người khác. Ừ. Nói về nhược điểm thì em hay lười, ngoài ra đôi khi có một lúc nào có nóng tính. Anh nghĩ không lười đâu, nếu mà người đi nấu mì tôm mà bán luôn là không lười đâu. Thôi bây giờ hai game thủ mình giao lưu với nhau đi. Chắc là có mấy bạn có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau lắm, mình tự tìm hiểu nhau đi hai bạn. Hỏi đi, em nhược điểm cái điểm ơi. Cái chủ động đi em. Ưu điểm em là gì em ơi? Em có ưu điểm hả? Là rất là hòa đồng, vui vẻ. Nói cũng hơi nhiều một chút, nhưng mà đôi khi nói nhiều nói nhanh quá thì thành nói dại. Nhược điểm của em là rất là nhiều đường. Thí dụ một con đường, lúc đi nó khác, về nó khác, lúc sáng nó khác mà lúc tối cũng khác nữa. Không sao em ơi, có anh rồi, anh chỉ đường cho em. Với lại em thức hơi khuya, tại vì em cũng chơi game nhiều. Vậy em cảm nhận về anh bên này như thế nào? Cảm nhận của em như thế nào bên này? Rất là vui vẻ, hòa đồng. Anh cũng lanh lợi lắm á. Dạ. Bây giờ thôi mình trao đổi chút xíu về chuyện tình yêu đi. Bạn gái bên kia, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Coi như là hai đi, tại vì có một mối tình là quen nhau chắc được mấy ngày. Thôi bỏ qua đó. Mấy ngày hả? Còn yêu đầu thì em quen hồi năm nhất đại học, thì quen nhau được 6 tháng thì thấy không được nữa thì chia tay thôi. Nói chung là cũng chưa có cái gì sâu đậm ha. Chưa có gì sâu đậm lắm. Bạn trai. Dạ vâng, em trải qua hai mối tình. Cứ một mối tình là khoảng hơn năm, do chia tay là không hợp về tính cách. Mối tình thứ hai mấy năm? Mối tình thứ hai cũng 1 năm anh. Cũng 1 năm luôn. Dạ vâng ạ. Cũng không hợp về tính cách. Trời ơi, sao cái nào cũng không hợp tính cách vậy? Tính cách của em sao mà không hợp hoài vậy? Dạ, tại vì ngày nói về lúc đấy là quen khoảng 18 tới 20, còn mình còn tuổi trẻ, mình còn nông một, với lại mình quen cũng nhỏ hơn nữa. Chắc em lo chơi game không cái gì? Dạ đúng rồi chị ơi. Lo chơi game. Thấy chưa, biết ngay mà. Dạ. Chị còn ham chơi không? Dạ hết rồi. Hết rồi ha. Dạ. Rồi coi như tình trường là hai người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm gì hết. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai mình trong tương lai, mình là tìm để mình tiến tới hôn nhân là người như thế nào? Em thì rất là dễ tính, em cũng không có cái một cái hình mẫu lý tưởng cụ thể nào hết. Nói chung là chỉ cần chín chắn một chút xíu, đừng có nhoi quá, thì tính em nó cũng hơi nhoi. Đừng có gia trưởng. Được rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Đơn giản vậy. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em hả? Không thích bạn trai nóng tính quá. Với lại đừng hút thuốc.
thí dụ lâu lâu tụ tập bạn bè nhậu nhiệt thì ok, không sao hết. Em ơi, em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn gái? Dạ vâng, em đáp ứng khoảng 99% về, 99% về. Ghê vậy? Tự tin ha. Tự tin vậy. Còn em yêu cầu em thế nào? Em thì muốn bạn nữ là thứ nhất là phải biết nấu ăn, thứ hai là phải cao trên 1m55. Còn về cái ngoại hình á là em muốn cái khuôn mặt là có cái nụ cười tươi, hoặc là nếu mà ngoài ra nó có thêm những cái điểm như là lúc đồng tiền hay là răng khểnh giống giống chị Cát Tường thì được rồi. Chị đâu có răng khểnh. Không, nhưng mà chị có lún gì ơi. Có điều gì em không thích cho người bạn gái không? Dạ vâng, nếu mà em không thích người nói nhiều. Em nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Mà bớt là được không em ơi? Dạ được. Vậy em thấy em hợp với anh nhiêu phần trăm? Khoảng 90%. Trời đất ơi, sao hai người đương số cao dữ vậy? Em hình dung bạn trai bên này là như thế nào? Nãy giờ trong đầu óc em nghe nói chuyện, em tưởng tượng nghe giọng nói, em hình dung ảnh như thế nào? Có vẻ hơi nhỏ con một chút. Hơi nhỏ lắm. Anh này có chút xíu à. Rồi sao nữa? Cũng hơi trẻ. Nói chung là khuôn mặt cứ ý là trẻ hơn tuổi à. Em nghĩ là vậy. Mặt trẻ hơn tuổi hơn. Em nghĩ vậy. Này chắc già hơn tuổi quá. Thôi chờ chứ chút xíu em gặp em sẽ biết liền. Vậy thôi phải không? Em nhỏ con ha. Chào chị. Hả? Nhỏ con quá ha. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nếu mà nhanh thì khoảng 1 năm, chậm khoảng 2 năm. Tại vì em muốn cho cái sự nghiệp nó ổn định á. Bây giờ chưa ổn nữa hả? Thấy giờ ổn rồi mà. Em muốn ổn hơn nữa. Ổn hơn nữa. Tiệm nét đó là em thuê hay là của em? Là của em anh. Nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Ồ, dữ ha. Nhà ở với ai? Ở riêng hết rồi ạ. Ở riêng hết. Dạ vâng. Nhà ở mình. Dạ vâng. Nhưng mà trong khuôn đất là ở chung với ba mẹ anh chị em. Ừ. Một mảnh đất là chia 4. Chia 4. Dạ vâng. Sổ riêng hay sổ chung? Sổ chung. Chừng nào tách sổ? Chắc hơi khó. À, giờ khai thật đi, mình còn cái điểm xấu nào nãy giờ mình chưa nói không? Chắc hết rồi chị ơi. Chỉ có lười là nhiều lắm, lười. Lười hả? Dạ, hay ngủ nướng đó. Sáng lâu... mấy giờ tiệm net mới mở cửa? Dạ 6:30. 6:30 mà ngủ nướng gì? Không, em mở cửa xong anh đi ngủ tiếp ạ. Mà ta vô ta chơi rồi ta ai tính tiền, ai bán mì? Thuê người coi. À, có thuê người coi nữa hả? Vâng ạ. Nhưng mà nói thiệt, bây giờ tương lai mình có định phát triển thêm cái gì để ổn định cái kinh tế của mình? Mục tiêu của em á là năm sau rồi em sẽ phát triển thêm 1 tiệm nữa. Ừ, cũng vẫn là trên cái con đường game đó. Dạ, mình vâng ạ. Mở rộng ra thêm thôi. Dạ, đúng vâng. Không? À, như vậy cũng hay. Được. À, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ha. Đúng rồi. À, chúc bạn sẽ thành công rồi vài năm nữa là thêm vài cái tiệm nữa. Dạ vâng. Nãy giờ chị khai thác thì là cũng giúp em đó để em nhận xét ha. Em nghe em coi đàn gái sao nha. Ồ, chào em gái, game thủ ha. Quá dữ luôn. Nãy giờ anh nghe em nói là em là người phụ nữ hiện đại rất là thông minh á. Em có tính hay ghen không? Dạ không ạ. Không ghen? Dạ. Nếu phải về làm dâu tiệm net thì em thấy như sao? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề luôn à. Em nghĩ khoảng, nếu anh này đồng ý thì khoảng bao lâu mình đám cưới? Em nghĩ là chắc cũng khoảng 2 năm. Tại vì em cũng là muốn về độc lập kinh tế. Thì em không muốn phụ thuộc về chồng nhiều. Em có thích sự lãng mạn không? À, có ạ. Có. Được rồi. Cặp này là thấy xứng đôi. Em gái bên kia rất là dễ thương đấy. Hôm nay mình đi với ai không em? Dạ, em đi với mẹ, dì, với bạn. À, có mẹ có dì nữa hả? Dạ, chào cô. Đây là mẹ, đây là mẹ. Còn đây là dì. À, Phụng ơi, theo dì à, thế thì á, cậu này rất là, nói chung là từ cái tính cách và những nói gì dì thấy giống ý con à, chơi game rồi ngủ nướng rồi nằm biết gì thấy cũng giống đấy. Cho nên là dì mong con cũng cứ hẹn hò đi ha. À, còn về riêng cậu á, thì dì mong là Phụng nó có một cái rất là lạ, đụng vô thì Phụng không thích. Nhà mà em Út mà đụng vô nó cũng la nữa đó. Không, nhiều khi em Út đụng vô la chứ trai đụng không có la vậy. À, cũng nghĩ là vậy. Báo trước bấm nút là phải nắm tay, phải ôm hôn nhau đó. Ai người nhà của em trai đâu? Dạ vâng, em đi với trường phòng và những người bạn ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. À, chào bạn Phụng. Nãy giờ thì thấy hai bạn trao đổi là mình thấy hai bạn rất là hợp rồi. Thì hai bạn về đi là có kế hoạch sẵn là mỗi một người một cái tiệm net. Rồi mình cứ vậy mà mình đấu game với nhau là mình thấy rất là ok. Và hy vọng là hai bạn cứ cho nhau cơ hội rồi nghiêm túc mà tìm hiểu nhé. Thôi cảm ơn các bạn. Mình kéo màn lên đi. Em sẽ chủ động nha. Dạ. Nào. Bây giờ em qua em nắm thử luôn đi. Dạ. Chào em. Chào anh. Hai gương mặt này giống nhau ghê nha. Giống như là có số phu thê vậy đó. À quên. Lại quên rồi. Dạ, ăn món quà đặc biệt không? Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện nha. Em thấy anh sao? Không nhỏ như tưởng tượng. Em thích anh Phật không?
có, em ăn vặt rất là nhiều. Em bình thường là em ngủ bất chấp mà ăn cũng bất chấp luôn. Dạ, vậy là chùm qua nữa, anh là chuyên gia ăn vặt từ Sài Gòn về dưới Biên Hòa, Bình Dương. Anh đều biết tất cả quán. Nhìn xuống anh là biết rồi, đâu cần giới thiệu. Em sẽ thiết kế buổi hẹn hò đầu tiên thế nào em trai? Thì nếu mà cơ hội gần nhất á thì mình có thể hẹn nhau vào cuối tuần. Mình có hai cái xem phim á, mình đi xem phim. Không bỏ cái gì. Trời ơi, mình tổ chức đi. Tổ chức cái gì đặc biệt ấn tượng một chút. Lãng mạn mà cô ấy rất thích lãng mạn đó. Nếu mà em muốn lãng mạn thì chắc phải đi xa ngoài thành phố, hoặc là biển. Hoặc là lên xa tí nữa là lên Đà Lạt. Đi bằng cái gì? Xe máy. Rồi làm cổ ngồi đằng sau rồi đụng nhau cổ nổi da gà rồi sao? Mặc áo dày dày chút là được. Yeah. Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Mỗi người nói một câu gì đó thật trong lòng mình đang nghĩ gì. Một câu tỏ tình, một câu bày tỏ cảm xúc để chúng ta quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Anh thấy là mình tới đây là cũng có là một cái duyên rồi. Hãy nên trao nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau. Có thể mình tiến xa hơn, tiến xa hơn nữa. Có thể về chung một nhà. Gật gật, cứ chờ sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả. Rồi, nãy giờ mình nói chuyện chơi vui nha. Bây giờ là kết quả. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, chiêm nghiệm những gì đã trôi qua nãy giờ, xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ. Cảm giác là tim mình rung động thì bấm nút, không rung động thì không bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh. Chúc mừng. Rất là quyết liệt. Em trai bên đây rất là quyết liệt. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ thì không còn ngại ngùng gì nữa. Con xin gì với bác? Cho con không được hung em một cái. Bắt đầu thủ tục. Ổn mà đúng không em? Dạ ổn. Ổn không? Ổn. Rất là dễ thương, một cặp đôi mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi đây. Mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bằng được. Xét nghiệm cái gì con? Dạ, xét nghiệm HIV. Xét nghiệm HIV. Anh ơi, anh săn sale Shopee còn em săn sale Lazada vậy? Hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À. Và bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? À, dạ chưa. Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tìm một bạn gái thì trung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Họ hiền quá, họ trong veo như những giọt sương mai vậy quý vị. Trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế. Chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đây. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia và chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại là đang làm bên sale bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn. Khánh 32 tuổi, quê Vĩnh Long, ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường. Con tên là Đặng Kim Anh, năm nay 32 tuổi, sinh năm 88. Tại Hà Nội, con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên sale thì ưu điểm mình là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác, cũng có thể là hơi nói nhiều một xíu. Rồi, còn khuyết điểm?
Khuyết điểm của mình thì do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu. Cái đó không phải khuyết điểm đâu, ai cũng bị cái đó cả. Khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu. Ngủ ngáy hả? Hơi nhẹ. Ai cũng ngáy, nói chung là giờ cứ bự bự một chút là ngáy rồi. Dạ. Không phải khuyết điểm luôn. Còn mình nói sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Dạ, ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ. Rồi tiếng gì? Tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng Anh. Dạ, con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. Con thích các môn thể thao. Ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học, còn sao mà biết tiếng Nga nữa? Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À, vậy à? Dạ, cũng gần 20 năm ạ. Oh. Hồi con còn rất là nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học thì gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Thì là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. Dạ. Vậy thì cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Trời ơi, chứ thời gian ở bên Nga con không có quen bạn nào sao? Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Lúc đó thì con quá nhỏ nên chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai. 33 tuổi mà chưa có mối tình nào cả. 32 phải không? 32 tuổi. À dạ. Còn Khánh? Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh á thì cũng có yêu đơn phương. Rồi, học, dạ. Học sinh. Dạ, lên đại học thì cũng có. Lúc đầu là bạn thì cũng 1-2 năm gì đó, rồi sau tìm hiểu rồi năm cuối á thì có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa. Rồi. Lúc mà đi làm á thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ. Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi. Ồ, dạ. Vậy cũng là bạn thôi mà. Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì... Cũng chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì nó cũng đơn giản lắm, thì tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu, hợp tuổi xíu là được. Hợp tuổi? Dạ, dạ. Chào cưng. Cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu? 94 hoặc 92 hoặc 88. 88 là bên đây 1988 luôn nè, mà chưa từng yêu luôn á. Dạ. Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó, có áp lực không cưng? Dạ không. Không áp lực đúng không? Dạ bình thường. Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được. Khánh cũng đâu yêu nhiều đâu, cũng yêu mới chút chút là bạn rồi. Sao biểu 4 năm mới tình? Không có, có 3 mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có sơ sơ chưa tìm đó. Hiểu sơ sơ không được thì thôi à. Qua coi nhà gái coi học ở Nga 19 năm 20. Trời ơi, xin như cô gái Nga nha. Không, vẫn là cô gái Việt ạ. À, giờ hát bài tiếng Nga nghe coi. Ta nói là nụ cười bằng 10 than thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười. A tulipki grusnyye den svetlee. От улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết, mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi. Chibia là da lưu lưu chibia đó. Yeah, là có cái yêu ở trong đó đó phải không? Gặp bạn gái là qua nói liền da lưu lưu chibia. Là cái gì vậy? Thì nói đại gì đi. Là anh yêu em đó. Da lưu lưu chibia. Dạ. Mình phải biết. Mình phải biết. Da lưu lưu chibia. Da lưu lưu chibia. Lưu chibia. Ờ đó. Da lưu lưu chibia. Và Lu Chibia. Đó. Bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, hiền lành và cũng nam tính, càng cao càng tốt. Bến cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Có nam tính không anh? Nam. Nam tính đúng không? Mà. Nhanh nhẹn, tính hóm hỉnh. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu, qua đà, cờ bạc, cầm giam. Cầm giam. Đàn ông mà cầm giam là mệt lắm luôn á. Có những điều đó không Khánh? Này hút thuốc thì em không có rồi đó. Còn ví dụ như bia rượu thì cũng có, xã giao mà, tiếp khách hàng á. Nên là... Còn mấy kia có không? Cầm giam có không? Không. Vậy tốt rồi. Thôi mình để người nhà góp ý kiến đi. Đúng rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và bạn đồng nghiệp cũ ạ. Là em là bạn đó đúng không? À con dạ bạn. Ừ. Con muốn bạn nói hay mẹ nói? À, dạ bạn con nói. À, bạn mời bạn. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào tất cả các bạn. À, em là bạn của chị Kim Anh ạ. À.
Theo nhận xét về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo, cũng hiền lành. Do chắc anh làm môi trường sale bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát. Nếu mà chị thấy được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, ok. Rồi bên đây em đi với ai? Khánh đi với ai vậy? Dạ em đi với cha với chị họ. Cha luôn ha. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh ạ. Xin chào chị Hồng Giang ạ. Chào quý vị khán giả trong trường dây ạ. Tôi là cha Nguyễn Văn Khánh ạ. Thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương, cũng hòa đồng. Cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau. Con chị đâu? Chị đâu cha? Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con chào chương trình. Con là chị họ của Khánh. Về phần của Khánh á, thì con thấy á, Khánh công việc ở ngoài là Khánh rất là hoạt bát, năng động, nhưng mà không có biết làm việc nhà. Còn về bạn nữ thì con thấy bạn rất là dễ thương, con nghĩ là sẽ hợp với Khánh. Nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ con xin hết. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu việc của mình nha Khánh nha. Lệnh dạ. Chinh phục. Xin cảm ơn anh ạ. Có chút quà cho anh, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe. Thì đây là cái combo chống dịch là khẩu trang vitamin khử khuẩn với lại sổ ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây. Rồi anh cảm ơn em. Thôi quay lại đó, đối diện đi, đang ngồi đối diện nói chuyện nè. Khánh nhớ câu gì không? Yalulu Chibia. Spasiba. Spasiba là cảm ơn á. Dạ, không biết. Rồi Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn có thể cảm nhận về nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ thì em thấy bạn gái cũng dễ thương. Lần đầu là em thấy cũng được. Nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó. Dạ. Thì không biết là em thấy anh sao? Anh thấy anh mặt cũng dễ thương, hiền. Em có thích trai miền Nam không? Trai miền Nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng. Thực ra em cũng chưa hẹn hò trai miền Nam hả? Em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng và dễ mến. Rất thật thà chất phát đúng không? Thật thà chất phát ạ. Em sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền, coi như anh không còn cái quạt bát của sale bất động sản nữa. Anh hơi bị quýu rồi đó đúng không? Dạ, lên đây hơi bạn lĩnh lên coi nè anh, bạn lĩnh lên coi nè anh Khánh ơi. Hỏi em đâu mà hẹn tuần mấy lần gì đó, sở thích anh, em là gì? Không biết là em thích nhất là cái gì à? Em cũng thích các hoạt động thể thao, thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, đi chạy cũng được. Sao không có một cái cặp nào thì... nói là thích đi coi kịch ha? Trời ơi, ta có nhà tài trợ. Thích có thịt ma. Cái nhà tài trợ bự thì là bự, ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch, thì giận ghê luôn. Vậy là em thích phim ảnh, kịch ma cũng thích. Thế anh thích gì ạ? Anh thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim, nói chung là cũng thích đi lắm. Hẹn hò thì cũng dễ lắm, thì quan trọng là ở em thôi. Trong tuần ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như là thời điểm nào mình có thể đi được. Dạ, cho em xin hỏi quan điểm về tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên kinh doanh á, thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau. Tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia, nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia, em cần cái sự chung thủy trong đó. Chủ yếu là vậy thôi. Đối với em thì cũng tương tự như vậy, chung thủy là cái tối thiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến việc kết hôn? Nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ thì em dự tính khi nào? Nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được, nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Tại vì cũng mới gặp thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả, cho nên rằng là trong nửa năm đó là Khánh phải làm việc gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác. Bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt. Không cần cũng có mặt luôn, trồng luôn cây si trước cửa nhà luôn. Được không Khánh? Dạ được. Được đó, em bước tới nắm tay Kim Anh ha. Rồi Khánh có thể hát một bài nào đó để tặng Kim Anh. Không biết hát gì luôn. Kệ, hát gì cũng được.
thì bài bất động sản gì đó, đất lên đất xuống gì đó. Ở miền Tây thì chủ yếu hát chân ca thôi chứ... Rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ. Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng. Mai rồi ai sẽ giận công, cùng anh tát nước bè bờ hỡi em. Bây giờ Khánh hay hỏi một câu gì đó, mình sẽ tiến hành bấm nút ha. Hay Khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Đến với chương trình này là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Trên đất nước Việt Nam này thì hơn 90 triệu dân thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên. Mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử. Còn em sao nha? Cũng như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng có cái gì đó rồi. Mong là mình sẽ tìm được người phù hợp cho nhau. Rồi, về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Nghĩ rằng tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bấm. Tạ cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm ở trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau. Điều này chính xác, nếu trái tim mình chưa rung động mình không cần bấm. Một chút tiếc nuối nhưng không sao, có thể là những người bạn với nhau. Chương trình gửi tặng đến bạn. Thì chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ, tôi hát ra em hiểu không? Dạ, em xạo hiểu cái đó là linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. À em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết ha. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống chè nhé anh. Được. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Xin mời nhà gái. Để đây mà đây. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh. Và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. À, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia. Em chào tất cả mọi người. À, em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. À, hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. À, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem lên ta đầy đủ dễ sợ luôn á. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia thì sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Cái tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ, tôi hát ra em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tức ghê cái ông mối này á.
Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là... Dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á, thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. À, được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. Lạ cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình ta nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc, cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước 1 thành công, em chuyển sang bước 2 liền. Em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em làm bạn gái của anh nha. Em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau, bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Và bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống. Em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định. Và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi. Và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công em ty làm chủ, em đúng làm không? Chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì, ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em, quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập. Không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Không, dạ em không hút thuốc ạ. À. Thấy chưa? Không hút thuốc. À thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào, từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc.
đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm, ăn gia, cơm đình gia đình là ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình đó thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dương. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người. Trời ơi. Hỏi coi bên đó đi. Đây à. À dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Qua mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á, con trai mà có tự tin, cầu tiến, như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn, bạn nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn người... bè thôi ạ. Có khi có những thời uống gian trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở ra. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc, thì nó nói về trải nghiệm của một người đi trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em nghĩ em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm, thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này, nhưng mà anh có đồng ý tham gia với một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ, không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ không? Chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào, thì anh còn lại là em biết ha. Dạ rồi. Gái bên kia không? Anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. Vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là
cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu, màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Trời ơi. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái, chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh Hà. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ, hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đó, anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan.
Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa hỏi anh, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Dạ em có món quà này tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh có nước hoa anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Để đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Huỳnh Thị Kim Anh, em 26 tuổi. Hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Em làm ở đâu? Dạ, em thì em làm bên quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình hả? Dạ. Vậy là nhà ở thành phố luôn. Dạ, nhà em ở quận Bình Tân nhưng mà em làm việc ở quận Tân Bình. Dạ. Rồi. Rồi, xin mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Chào bà Kim Anh. Em tên là Thanh Nhã, năm nay em 32 tuổi. Em sống và làm việc tại Long An. Em làm gì Nhã? Dạ, em làm quản lý chất lượng sản phẩm. À, chất lượng sản phẩm, tức là về kỹ thuật đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Long An. Dạ, em làm cũng ở Long An luôn. Nói chung là một người thành phố, một người Long An. Từ đây đến Long An gần mà em ha. Dạ, em có hay xuống Long An chơi không? Dạ, em cũng ít đi lắm. Nhưng mà đi chắc cũng tầm tiếng hơn. Ồ. Dạ. Đâu bây giờ em nói thử cái điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á là em giao tiếp tốt. Tại vì công việc của em là thường xuyên giao tiếp với khách hàng á. Còn điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Trời, cái đó đâu phải điểm yếu đâu. Điểm hơi yếu yếu xíu thôi. Ăn nhiều, ngủ nhiều là tiên mà. Dạ. Với lại gặp thường là gặp người lạ mà em chưa quen biết thì em cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà nói rồi thì em nói hơi bị nhiều. Dạ. Bạn nam bên kia ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị. Em có ăn nhiều ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc có. Chắc có. Có hả? Có. Khẳng định luôn hả? Ăn nhiều hơn. Dạ. Em ít ăn lắm chị, nhưng mà ăn gì là cơ thể nó hấp thụ hết rồi chị. Trời ơi, sao vậy là em giống chị đó. Dạ. Rồi, em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của em luôn đi. Dạ. Điểm mạnh của em là giao tiếp chị. Với lại biết nấu ăn, biết làm thơ, biết ca hát. Nấu ăn, làm thơ, ca hát luôn. Dạ, biết chút chút anh. Có bao giờ vừa nấu ăn vừa làm thơ không? Dạ, cũng có anh. Đó làm chứ, thơ trời ơi, thơ là phọt ra mọi lúc, mọi nơi. Nếu mà mình có cảm hứng đúng không em? Ở đây rung quá không? Cảm hứng hay là cho em ca một đoạn? Ca một đoạn không? Bây giờ rung quá rồi cho nó hát bài đi. Thoải mái lên nào Nhã. Dạ dạ. Bắt đầu. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Xe cùi bắp bể bánh ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, nhắc tới kỷ niệm ngày xưa rồi. Giờ thoải mái chưa? Dạ đỡ hơn à. Hơn rồi đúng không? Có điểm yếu nào không bạn nam á? Dạ, điểm yếu của em là hơi mập, bự con một xíu. Đừng có nói chữ mập. Dạ. Đụng chạm tới một người nào đó. Hiểu dạ không? Chắc đụng chạm tới em á. Đụng chạm đến rất nhiều người, Linh à. Trong đó có Linh nữa đó. Dạ, với lại giọng nói của em hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Nói lớn lên, thoải mái lên. Dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi Nhã? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây. Do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sao bạn bạn, bạn học. À, tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. À. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Dạ. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là lăng nhăng bậy bạ cho nên
bỏ luôn, chia tay. Dạ. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá, vậy là bạc kêu quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó, bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa, với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn, nên là hai đứa em không hợp nữa, là nên là chia tay. Vậy hả? Em quen được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á, và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi, lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ, mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ, hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu của em á, thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á, để có thể che chở cho em hơn. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, dạ. Chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Chị hỏi anh, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói. Ha, dạ, chào đi. Em dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Ôi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa dạ, đừng to quá, cỡ em 2 số 0 nhìn nó không có hay lắm. Em mét nhiêu vậy cơ? Dạ em có 1m52 à chị. 1m52 vậy là dạ. Cũng hơn tiên liệu được 2 phân đó cơ. Dạ. Em không dạ. Thích cái gì ở bạn gái mình? Dạ, không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi chẳng hạn. À, đừng có anh nuôi em nuôi gì phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Của người ta có anh nuôi em nuôi chuyện của người ta chứ nói gì không thích. Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mỗi người mỗi ý, tôi cũng vậy là dạ, tôi dạ. Không có thích như ông, nhưng... bạn tôi anh nuôi em nuôi rồi chị chở nó mệt lắm đúng không? Dạ. Ủa trong bạn cuộc sống bạn. Cần có những cái mối quan hệ không, tình bạn là bạn, anh em là anh em chứ đừng gắn chữ nuôi vô. Trời, mệt anh nuôi lắm. Em nuôi bình thường. Chị đồng quan điểm với em á. Thế đàn trai được không? Sao? Nói chung là nếu mà em mong một cái cây cao bóng cả để che chở cho em thì đây là ngoài tiên liệu một luôn. Bờ vai vững chãi để quá có thể vững dựa luôn vào. Quá vững luôn á. Để tôi qua tôi coi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Đó. Sao mà xinh gái quá vậy? Thì đó dạ. Mới nói. Cảm ơn anh. Được nha. Dạ. Đàn trai thấy là thấy chịu rồi đó. Dạ. Em gái không thích gì ở đàn ông? Em thì em thích lăng nhăng hơn. Lăng mà không nhăn ha. Là cũng nhăn đừng. Mà nhăn lăng là lăng ha. Là cũng cái đừng nào, có để cái cho cái nào cái nấy vậy rõ ràng. Đúng rồi. Em hình dung bạn trai bên đây sao? Gấp mấy lần em có hình dung nổi không? Dạ chắc gấp đôi ạ. Gấp đôi vậy em chịu không? Được, đủ che chở em là được rồi. Có khi gấp 3 dư luôn á, dư. Nó chơi chọc với hoài. Dạ. Dễ thương lắm, mất miếp dễ thương lắm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng em gái rồi. Đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba em ạ, với lại bạn em ạ. Rồi, xin chào nhà gái. Chào ba. Dạ, xin chào chương trình, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Thì ba thấy anh này thì cũng được, nhưng mà chuyện duyên số này kia là tùy con ba nhường quyền cho con quyết định. Hồi xưa em nghe ông nội bà nội nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cha mẹ không có đặt con cái được, tự con cái quyết định. À, dạ. Nhiều khi nó đặt ngược lại mình phải ngồi đúng chỗ nó dạ, đặt. Đúng rồi. Rồi vậy là bên đàn gái dễ dàng dễ thương ha. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Có ba nữa hả? À ba luôn. Rồi được quá. Chào ba. Dạ xin chào Quyền Linh. Chào Hồng Vân. Dạ. Và chào chương trình. Chào tất cả khán giả có mặt hôm nay ở trường quay. Tôi thấy là rất là hài lòng. Nhưng mà dù muốn dù không cũng do con mình là chính. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện để cho con có cái sự gặp gỡ hôm nay. Và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ đốc thúc để tiến hành hôn nhân cho sớm. Hay quá. Vậy thôi bây giờ anh xui bên đây nói với anh xui bên đây bây giờ anh xui đó. Em chào anh. Đúng là hai người bắt tay cái em cũng muốn cho con cái mình có một cái mối tình đẹp và hạnh phúc sau này, thì em cũng muốn coi như là con mình sau này có một hạnh phúc trọn đời. Dạ tôi cũng vậy và rất mong là nếu như được hai gia đình của chúng ta sẽ càng kháng khích hơn. Trời hay quá trời luôn. Cưng quá rồi. Hai xui gia tương lai gặp nhau ha.
Thôi mở rào lẹ đi cho chúng gặp nhau đi. Mở rào ha. Để cho sắp nhỏ nó gặp coi sao nè. Rồi mở rào. Bắt đầu nha Nhã ha. Dạ chào anh. Tặng quà tặng ơ đồ đi. Dạ em có món quà này tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh có nước hoa anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Hãy cho em hỏi câu trước đi. Dạ. Em gặp anh, em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng mũm mĩm dễ thương. Cảm ơn. Dạ. Anh thấy em thế nào hả? Em rất là dễ thương. Dạ. Cảm ơn anh. Duyên dáng nữa. Công việc của mình là thường là cuối tuần là mình có rảnh không anh hả? Rảnh em. Một ngày rảnh khoảng 4 tiếng. Vậy anh có ngại mà đi từ Long An mà lên tới Sài Gòn không anh hả? Anh thấy ở đây cũng gần chứ không đến đổi là xa. Dạ. Về tình cảm thì mình đi đâu mà không được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Thì không biết là anh có dự định là khi nào mới lập gia đình ha? Anh thì trước khi đến đây là đã muốn lập gia đình rồi, cho nên mới đăng ký lên bản môn hẹn hò. Dạ. Dạ em muốn tìm hiểu với nhau cho kỹ, với lại tìm hiểu nhau nhiều hơn á, thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tại vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu phải là một hai ngày là mình quyết định được. Không biết là anh có thích chơi thể thao không ha? Chắc không thích quá. Lúc trước khi chưa mập thì hay chơi lắm. Bây giờ rất thích nhưng mà nói chung không có thời gian. Nếu có thời gian cũng chơi được những môn như hai người chẳng hạn. Là môn gì anh? Đánh cầu lông. Cầu lông, cầu lông. Cầu lông cũng vận động mạnh đó. Chứ không phải là cầu lông là nữ. Rồi hai đứa nghĩ tới tương lai coi, giờ thí dụ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi con cái làm sao? Ví dụ như là sau này mà có về chung nhà thì anh có muốn là đưa tiền cho em giữ hay không? Mới gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Tại dạ. Thường làm ngân hàng là giữ tiền rất là kỹ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em giữ tiền là em không có tính lãi đâu nha. Lỗi dáng chịu á. Nhưng mà nếu mà em gọi em giữ thì em sẽ trả lãi suất tiền gửi cho anh không? Dạ không, em không trả lãi. Dạ. Anh nói là anh đâu cần lãi, có em là anh lãi cả cuộc đời rồi. Mới gặp em anh có nghĩ ra được mấy câu thơ. Dạ. Anh đọc nha. Em là ai sao lại đến đây, gieo thương nhớ nơi bình yên đến lạ. Chắc ông trời duyên nợ đã xe đôi. Này em hỏi xin đừng xa rời nhé, bấm nút này anh sẽ mãi bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Thơ đó anh sáng tác luôn hả? Anh mới nghĩ ra luôn. Hôm gái em hát là ai đi. Sao em lại đến đây? Em biết hát không? Em hát thì em hát dở lắm. Cứ để nó vui đi. Đó mà. Hát cho vui. Nào. Hát thay lời muốn nói đi, muốn nói gì với ảnh nó mượn lời ca tiếng hát nói đi. Dạ. Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường về một mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lớn lớn ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim em. Hết rồi. Cũng như đó. Em tiến tới, mình nắm tay cô gái, mình nói hết những cái gì nữa về suy nghĩ về cô gái, để mình có thể trao cảm xúc đầu tiên cho nhau thử coi sao nào. Muốn nói gì nói, một câu rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Nắm tay cô gái nào. Trời nắm cũng rung nữa. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Mắt ấm áp nè, đôi mắt ấm áp. Mong nè. Là tụi mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu gì nha. Dạ. Thì em cũng mong là hai đứa cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Đó. Rồi, để tay vào nút bấm nữa các bạn. Dạ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình đừng ngần ngại bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu không thích, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Tại sao lại không bấm?
Dạ thì em không bấm đâu, tại vì em thích một người nào năng động hơn. Em mong anh á là sẽ tìm hiểu và sau này có người khác á có cơ hội cho mình hơn. Cảm ơn anh. Khi trái tim người ta rung động thì người ta bấm, không rung động thì không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ đó. Dạ. Hy vọng rằng ở trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái bấm nút cho Nhã và cũng có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái. Đừng lo điều đó. Chúc hai em sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cơ. Dạ. Trắng thì nói, vẫn thích hơn. Trắng thích hơn bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn. Phải nói là dư sức dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn, nói cho em biết. Anh đẹp đi. Mời nhà trai. Rồi, nhà gái mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh và chào khán giả xem đài. Chào bạn nam bên kia. Rung quá hả? Dạ. Không có gì rung hết á. Cưng tên gì nào? Em tên là Lê Thị Bảo Ngọc. Năm nay 29 tuổi. Đang Bảo là Ngọc hả? Dạ. Đang là điều dưỡng nha khoa. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mời về nhà trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Anh Huy, sinh năm 93, quê quán ở Tiền Giang, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang huyện nào? Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chợ Gạo rồi. Dạ. Yeah. Mình làm công việc gì? Hiện tại em là đang kinh doanh tự do ạ. Về mảng cà phê. Cái gì? Cà phê rang xay ạ. À, mình bán ở đâu? Hiện tại là em làm ở chính là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở chính là ở quận 9 luôn. Quận 9 luôn. Dạ. Yeah. Một người Phú Nhuận, người ở quận 9. Em có ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn thật thà. Rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn, trai mà bừa bộn sao chứ. Sao không sao được, ai cũng phải gọn gàng hết cưng ha. Trời, đâu phải lúc nào cũng gọn gàng đâu. Kỳ cục. Có lúc bừa bộn, có lúc gọn gàng. Đúng rồi. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Trời ơi, phải gọn gàng chứ, mai mốt còn phụ vợ, với lại nhiều khi con cái vô mình phải làm gương cho con chứ quá, bộ. Không được đâu. Trời, ông nó bởi vì ông dễ dãi quá Linh à. Mình nói cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi, đừng có nói là bừa bộn nữa là tôi xỉu liền nha. Dạ, ưu điểm thì em khá vui vẻ, khá lạc quan, biết lắng nghe, chăm sóc và nói chung là thích nấu ăn. Dạ, nấu ăn may vá. Rồi dạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ, cũng hên xui. Hên xui kìa, trời ơi. Hên xui. Giống như bên kia y chang luôn đó Linh à. Mình đã có mấy mối tình rồi vậy? Dạ, có một ạ. Có một mối tình. Dạ. Kéo dài bao nhiêu năm? Dạ chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng thôi, cách đây bao lâu rồi cưng? Dạ, 2 năm rồi. 2 năm rồi, lý do sao chia tay? Kiểu như quen xa với lại kiểu như cũng không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Vậy đó, mà có vài tháng thôi. Dạ. Mà xa mà chừng đó năm rồi. Chừng đó năm rồi mà chưa có người yêu mới luôn. Bởi vì em cũng khá bận. Dạ, bởi vì trước đó là nói chung là bận từ 5 giờ cho tới 9-10 giờ đêm lận. Cho nên là cũng không có thời gian quen ai. Rồi, hy vọng là hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới ha. Dạ. Bên kia làm sao ạ? Mình có mấy mối tình rồi, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, em có là một mối tình chính thức thôi ạ. Là cũng là bạn đó cũng cùng quê, gặp nhau qua cuộc đi chơi với người bạn. Rồi mình thấy mình cũng như hợp nhau á. Mình tìm hiểu nhau. Bao lâu? Khoảng hơn một năm. Hơn năm? Dạ. Rồi sao chia tay? Rồi thì trong quá trình tìm hiểu thì cũng có những mâu thuẫn rồi thấy không hợp nhau nên chia tay nhau. Bên kia là yêu xa, bên đây là yêu gần. Nói chung là xa gần gì mà không có đủ tình yêu không lớn thì không bao giờ đến nhau được. Đúng tóm rồi. Là có duyên, có nợ, có đủ cái lớn tình yêu thì ở đâu ta cũng yêu nhau cả. Ngay cả gần mình không đủ duyên nợ cũng chia tay đúng không? Thôi, bây giờ mình sẽ tướng tới tương lai. Đúng rồi. Bây giờ bạn gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ, miễn sao cao và to hơn em được rồi. Cao to hơn em hả? Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, mét 55. Mét 55. Dạ. Rồi. Rồi. Yên tâm. Yên tâm. Rồi tính tình thì như thế nào? Nói chung là hiền một xíu, trưởng thành một xíu, với lại biết chia sẻ cho em. Ví dụ như trong cuộc sống có gì thì chia sẻ hết. Rồi có cần phải đẹp trai giống ai không? Dạ không, em nhìn thấy được là được.
Được, trưởng thành được xíu đúng không? Dạ vâng. Trưởng thành xíu bên đây, trưởng thành hơn xíu được không? Dạ được. Ở đây cũng chững chạc lắm rồi nha. Chị qua chị coi thử. Coi thằng dạ trai bên đây đi. Đó. Trời. Em chào chị. Phong độ dạ nha. Ừ. Yên tâm đi, bên đây người ta cao lắm. Em cao mét nhiêu em? Khoảng 1m7 hay gì. Trời ơi, tới 1m7 là. Dạ. Đó, mình yên tâm đi mình. Chững chạc dạ hơn xíu nè. Cái chỉ tiêu của em nó cũng không phải là cao lắm ha. Dạ. Ừ. Rồi còn mình thì sao? Cái tiêu chí của mình, cái mong muốn của mình với người bạn gái như thế nào cưng? À, tính tình thì hiền lành. Hiền lành. Thấy bé này quá hiền luôn á. Quá hiền. Hiền dạ quá trời hiền luôn á. Vậy thì quá tốt. Ừ, ừ. Cũng chịu chia sẻ với nhau. Ừ. Chứ đừng có là giữ hết trong lòng. Thì cũng biết một xíu về nội trợ và gia đình. Ừ. Nội trợ gia đình biết không cưng? Dạ biết ạ. Biết. Dạ. Rồi, còn cái ngoại hình thì như thế nào? À, em thích mẫu người tóc, để tóc dài. Ừ. Yên yeah, xinh xắn xíu là được. Xinh xắn xíu mà yeah hơn xíu thì sao? Xíu thì quá tốt vậy. Quá tốt đúng không? Đó. Nước da em muốn trắng hay là nâu nâu? Da thì sao cũng được chị. Sao cũng được phải không? Yeah. Thì mà ở trong mát riết thì nó cũng trắng thôi chứ không sao anh. Ha? Bây giờ có nâu nâu thì ở trong mát riết thì nó cũng trắng. Anh Quyền lên anh ở trong nắng anh cũng vậy. Anh không bao giờ trắng được. Nói cho em biết điều đó. Anh bị chiếu đèn nhiều quá nên nâu. Ngày nào cũng chiếu đèn hết trơn. Tôi ngày nào cũng chiếu đèn, lý do gì tại sao tôi trắng? Tại vì người ta xài son phấn nhiều quá đó. Mắc cười quá, tay chân mà xài son phấn hả? Bởi vì em phải xác định là em thích da trắng hay là da nâu. Thì chị sẽ bật mí cho em biết. Thì em nói trắng thì cũng thích hơn. Trắng thích hơn, bởi vì em nói em cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức, dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn. Nói cho em biết, hôm nay em đi với ai? Dạ em thì em làm có một mình, em chỉ đi một mình không. Trời ơi, vậy là bên đó là phải đại diện rồi. Để tôi lo Linh cho. Với đại diện rồi. Bên đàn trai tôi dân Linh Tiền Giang. Linh nói chút cảm xúc về bên nhà gái cho bạn trai nghe đi. Một cô gái rất là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ nha, giọng nói đặc trưng dễ nhớ ha. Và một nước cái da, đôi mắt to, nước da trắng ha. Đó. Tóc nó có màu khát khát đen chút xíu. Ừ, nhưng mà là ngang vai đúng ngang không? Ngang vai. Nói chung một gương mặt rất là có hậu, phúc hậu đó. Đúng. Yeah. Và cảm cơ hội của hôm nay, của ngày hôm nay của em mà em không chụp được đó là do em đó, nghe không? Đó. Dạ, cái này em cứ cố gắng. Ừ. Mình gái đi da vậy. Yeah. Em mới vào Đà Nẵng vào cho nên là cũng chưa sắp xếp được. À, mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng là bên đây là cái người đại diện luôn. Rồi. Ha, và tôi cũng nói cho nhà gái biết là một chàng trai này là một người dáng người chắc, roi roi, cao. Và một người đàn ông là có một khuôn mặt rất là nam tính. Và có cảm giác là bạn này là một người gọi là không phải là người mà hay nói nhiều, mà là một cái người mà hướng nội một chút xíu. Một người hiền lành luôn. Hiền lành và hướng nội. Đó, thì theo chị thì là hai đứa đã đến đây giống như là một cái duyên. Thì thôi thì cho nhau một cơ hội nha. Đó, và xin hết đó. Mở ra. Rồi, hai đứa thấy hợp nhau lắm đó. Mình mở rào và nói chuyện nhau chút đi. Nếu mà thấy được, cảm nhận đây là một nửa yêu thương của mình nên bấm nút. Anh thấy vậy nha. Dạ. Yeah. Rồi, mở rào. Bước qua luôn. Đó kìa, em đứng lên chào, nhận chào quà bạn nào. Mình có một món quà mình muốn tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Để hoa đây, mở quà bên đó trước đi. Đây là cái túi thơm trong đó có cà phê là mình làm, là mình làm bên cà phê. Còn đây là cuốn sách, là mình thật sự là mình cũng không có hay đọc sách lắm, nhưng mà ngẫu nhiên mình thấy một cái cuốn sách này, nó cái tựa đề nó rất là hay, cũng nhắn gửi cho bạn như cái lời của tựa sách là mình sống thật với bản thân mình và sẽ hạnh phúc sẽ đến với bạn. Dạ, anh với em đi, sao bạn bè nó khách sáo quá cưng, anh với em. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa làm như mua quà chung chỗ hay sao vậy? Anh ấy cũng bất ngờ. Mua chung chỗ cái hộp y chang à Linh. Hồi lấy hộp. Dạ, cảm ơn bạn. Mình sẽ phép mở ra ha. Dạ. Đừng có tặng cà phê nữa. Dạ, cái này em tặng anh bộ sản phẩm về răng miệng. Dạ. Nói chung là tặng thì tặng vậy thôi, chứ còn ví dụ như cái phương pháp đánh răng và cách dùng chỉ tơ các kiểu thì có thể hướng dẫn sau ạ. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Hướng dẫn dùng sao? Đánh răng thì em biết rồi. Em biết rồi đúng không? Nhưng mà gái nó đánh răng đúng cách rồi đó. Dạ. Rồi hai người quay ra nói chuyện trực tiếp nào. Mình quay ra mình nói chuyện nào. Cảm nhận về nhau đi, coi nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Vân nói đúng không? Thì cái ấn tượng đầu tiên thì thấy xinh xắn,
cũng là dễ thương, cũng như cái cách chia sẻ thì cái tính tình này mình cũng hơi tương đồng với nhau. Em có thấy có nhận xét gì không? Tên nói chung là ngoại hình thì ổn, nói chung là thấy tính cũng khá giống nhau. Dạ, thấy tặng hai hộp quà thấy giống nhau là thấy tính cũng giống nhau rồi đó. Không, thật sự thì lúc mà mình chọn, anh chọn cái hộp á, có thấy trên cái hộp nó có ghi cục câu á, dạ, là cái cuộc sống mình luôn ngọt ngào, dạ, và hy vọng có điều tốt lành luôn đến với mình. Dạ. Bây giờ nè, mình hẹn hò thế nào đó, bởi vì hai bạn là cách xa nhau. Nếu mà hẹn hò thì chắc mình sẽ sắp xếp, có thể là mình có thể là đi ra được ngoài tới Đà Nẵng. Thì mình cũng hay đi nhiều nơi, cũng công việc cũng có do công việc và cũng do sở thích đi du lịch. Dạ, nhưng mà ở Đà Nẵng là quê em thôi, còn em hiện đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Là mình vô đây là bao lâu rồi ta? Dạ được hơn 2 tuần rồi. Là sao, làm mới làm ở đây 2 tuần thôi? Dạ, dạ mới làm ở đây. Nói chung là vừa đi học mà vừa đi làm. Là bạn nãy mình nghe chưa rõ là bạn học về bên mình gì? Làm bên nha khoa. Nha khoa. Dạ. Hàng gì tặng răng miệng hợp lý. ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được thường xuyên. Thì hai mình cũng làm ở chung ở thành phố. Dạ. Yeah. Hai đứa đang làm việc ở thành phố mà. Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà em hơi bù đường. Không biết quận 9 ở đâu ta. Bình Thạnh thì cũng gần quận 9. Thì qua cái cầu Sài Gòn một xíu là tới rồi. Dạ, yeah, nhà anh chị em cũng ở quận 9. Dạ. Bạn nam tới nắm tay bạn gái hát bài giao lưu cho nó nhẹ nhàng câu chuyện thôi. Hai đứa cũng đang ngại ngùng đó. Đấy. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Thôi vậy mình cũng xin tặng một bài hát. Là bài Cathy. Dạ. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu dâng hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và em hãy Cathy. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cứ... dạ, dạ quay. Cứ qua có lại mới tọa lòng nhau chứ. Cứ ngồi đó mình. Dạ, thấy ngồi để run hơn. Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhân, chúng ta sẽ về đâu hỡi anh. Nói chung là cũng quay lời. Hay mà. Mê nghề lắm, kiếm cái bài ca cũng phải có cái hàm răng ở trong. Dạ, cũng đam mê đó, hàm răng thưa nụ cười đó. Một giọng rất đặc biệt đó. Thôi bây giờ thì mình hỏi nhau đi, trao đổi là những dự định sắp tới mình sẽ làm gì và một cái tương lai là khoảng bao lâu mình có thể kết hôn. Bây giờ em đang học lên thêm nhỉ? Dạ. Là khoảng bao lâu nữa thì mình hoàn thành cái khóa học nhỉ? Dạ, khoảng một năm thôi. Một năm hả? Dạ. Là mình dự định là làm luôn ở thành phố hay là mình về quê Đà Nẵng? Em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ. Chắc phải có cái gì níu kéo mới ở lại. Dạ, chắc phải. Bạn nam hãy nói cái cảm nhận tất cả những gì mình nãy giờ cuộc nói chuyện đó, mình suy nghĩ thế nào, mình nói hết ra cho cô gái biết đi. Mình nãy mình có nói là mình nói thẳng nha. Dạ. Nhưng mà có gì mình chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi nha. Dạ. Đối với nhìn bạn thì thật sự là rất xinh, có học cao và có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Tốt. Nhưng mà tại vì mình á là mình thích cái mẫu người á là hơi bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một xíu. Dạ. Cho nên mình cũng hơi ngại về cái tuổi á. Dạ. Mình cũng thật. Hơi ngại. À. Ủa là hai bạn này bằng tuổi hay là sao? Là em nhỏ hơn. Ủa em nhỏ hơn bạn này. Em sinh 93, bạn chắc 92. 92. À, nhỏ hơn một tuổi hả? Nhất không gái có hơn sao hai, đâu. Nhì trai hơn một. Trời ơi, cái đó nó vô thế luôn rồi. À, nãy giờ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp nhau nhiều thứ. Chính còn xác. Quan trọng là con tim có hợp hay không là chỉ các bạn mới biết thôi. Điều đó sẽ minh chứng bằng nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng trái tim của mình nha. Rồi, 1 2 3 hết thời gian.
tôi đã thấy có lẽ rằng chưa có duyên với nhau. Thật sự á, nếu như hai bạn mà tìm hiểu nhau, tôi nghĩ đây là một cặp đôi đẹp. Em cảm nha. Dạ, cảm ơn. Đừng có ngại gì em trai, mình có nhỏ tuổi hơn hay là gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái người đối diện họ hợp với mình về tính cách, hợp về tất cả mọi thứ. Tuổi không là gì cả ha. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái, rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép hợp với những cái gì mình đang hướng tới. Dạ.